nhưng ở rank cao chắc chắn sẽ là cái nặng. Và mớ nghĩ rằng theo quan điểm cá nhân của mớ thì đây là xạ thủ yếu nhất trong cái tựa game này. Đây, va chạm luôn anh em nha. Bắn này, ui giời, mớ chấp một con xe bắn luôn anh em ạ. Phần chấn lên, Hanabi cũng đang bật phần chấn, máu của mớ đang là rất thấp và Hanabi cũng như vậy. Nhưng chiến công là thuộc về mỡ và đó là một cái pha solo kill với phần trăm chiến thắng là 100% về mỡ anh em ạ. Rồi, máu của mỡ là sắp hồi. Được, không sao, máu này chơi được. Chấp Hanabi một khúc với cả chấp cả đây cả giáp ảo luôn. Chơi này, áp sát bật phần chân lên, bắn, sức tức rút vào đi từ vị trí của mỡ là quá nhiều. Hanabi vẫn đang bắn trả, máu của mỡ là thấp nhưng mỡ quyết định không chạy và I am the lone shadow. Đừng anh em ạ, đừng, xin đừng à. Xin chào anh em quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở trận đấu của Top Mỡ. Và những lời ca thán mà Mỡ mới mở đầu video clip, nó là những cái lời chia sẻ mà có lẽ rằng Mỡ đặt ở tiêu đề video clip luôn. Thì ngày hôm nay Mỡ muốn mang đến cho anh em, mặc dù video clip về Mia, nhưng Mỡ muốn chứng tỏ với anh em một quan điểm rằng là Hanabi là xạ thủ yếu nhất trong cái tựa game Mobile Legends này anh em ạ. Khi mà Mỡ nói thì Mỡ nghĩ rằng là nhiều anh em sẽ cho rằng là ôi trời ơi, dập 30 thằng Top Mỡ, mày chưa chơi Hanabi đủ lâu nên làm sao mày biết được sức mạnh của một cái cô nàng ngực bự. Anh em quên mất sức mạnh của một cái cô nàng cực kỳ xinh gái, ninja cái thứ kiểu đồ nó sẽ làm như thế nào. Nhưng ngày hôm nay Mỡ sẽ gọi là phần nào cho anh em thấy được rằng là nếu như mà anh em pick Hanabi ở trong cái trận đấu rank tập trung thì không nói, nhưng ở rank cao chắc chắn sẽ là cánh nặng. Và Mỡ nghĩ rằng theo quan điểm cá nhân của Mỡ thì đây là xạ thủ yếu nhất trong cái tựa game này. Đây, va chạm luôn anh em nha. Bắn này, ui giời, Mỡ chấp một con xe bắn luôn anh em ạ. Phần chấn lên, Hanabi cũng đang bật phần chấn, máu của Mỡ đang là rất thấp và Hanabi cũng như vậy. Nhưng chiến công là thuộc về Mỡ và đó là một cái pha solo kill với phần trăm chiến thắng là 100% về Mỡ anh em ạ. Đi về thì chuyển về thôi anh em ơi. Và chắc là tình huống vừa xong anh em cũng đã thấy được đúng không? Rõ ràng nói về khả năng solo 1v1 thì Hanabi ở giai đoạn đầu game còn không bằng Mia, chứ đừng có nói là những cái vị tướng xạ thủ mạnh ở meta đầu game khác kiểu như là Beatrix, kiểu như là Brody hay kiểu như là những vị tướng khác. Hanabi là một cái chất tướng thuần về bắn tay. À đâu, Mia là một cái chất tướng thuần về bắn tay, không hề có một cái kỹ năng nào bổ trợ cả, ngoại trừ mỗi một cái kỹ năng chói mà thôi. Trong khi đó thì Hanabi có sự trợ giúp của xe mà cô ta còn không ăn lại được Mỡ. Đó chính là cái tình huống đầu tiên mà Mỡ muốn mang đến cho anh em về cái vị tướng xạ thủ Hanabi bên phía của team bạn. Trong khi đó thì team của Mỡ đang giao tranh tụt quân ở cái phía kia. Mỡ thấy và bây giờ Mỡ ra đang tình huống ở đây là Banman anh ta có rất thấp máu, nhưng Mỡ giữ chân được Banman để tạo điều kiện giúp cho Linh anh ta có được cho mình đó là cái mạng đến từ người chơi đi rừng bên phía của team bạn. Ok rồi, đường dưới bởi vì Hanabi đã quá khổ cho nên là team bạn đang có những tình huống họ nhồng xuống để hỗ trợ cho cái cô nàng xạ thủ bên phía của team bạn. Và Mỡ ở thời điểm hiện tại sắp hồi cho mình đó là cái phép bổ trợ phần chấn rồi, và Mỡ đang muốn có cái tình huống gọi là tiếp tục rũ kèo Hanabi solo kill thêm một lần nữa để xem gọi là sức mạnh của Hanabi nó sẽ là như thế nào. Đến thời điểm hiện tại thì Mỡ nghĩ rằng Hanabi chắc là sẽ có được cho mình đó là cái level 4 rồi, có được chiêu cuối hoa bỉ ngạn đúng không? Ok được rồi, Mỡ đang không đầy máu, Mỡ sẽ cố gắng gọi là không biết có cách nào để hồi máu, nhưng mà máu của Mỡ nghĩ rằng như thế này cũng tạm tạm để mà hòm có thể gọi là solo kill ở đấy. Máu của Mỡ là đang có 3 vạch nhưng chỉ có 2 vạch mà thôi. Chấp máu của Hanabi đầy, chắc là Mỡ sẽ vào Mỡ ăn đi cho mình đó là cái con này để mà hồi lại được thêm một tí máu để chơi anh em. Với cơ bản là kiểu chúng ta solo nó phải ngang keo một tí. Mỡ và Hanabi đang khá ngang nhau nha, đều là bắn tay. Hanabi có 2 kỹ năng gây sát thương và kèm theo đó là cô ta có phần chấn, Mỡ cũng có phần chấn. Rồi, máu của Mỡ là sắp hồi. Được, không sao, máu này chơi được. Chấp Hanabi một khúc với cả chấp cả đây cả giáp ảo luôn. Chơi này, áp sát bật phần chấn lên, bắn, sức tức rút vào đi từ vị trí của Mỡ là quá nhiều. Hanabi vẫn đang bắn trả, máu của Mỡ là thấp nhưng Mỡ quyết định không chạy và đó là một tình huống Mỡ tiếp tục hạ gục đi được. Đó là Hanabi mang về cái mạng thứ hai của Mỡ ở trong cái trận đấu này. Đủ chưa anh em? Đến thời điểm hiện tại thì có lẽ rằng chúng ta cũng đã nhận định ra được rằng là cái kèo giữa Hanabi và Mia
thì Hanabi dưới kèo Mia là chắc chắn. Và thật ra là ngày hôm nay mỡ cũng đã xem tổng quan lại một loạt những cái vị tướng xạ thủ trong cái tựa game Mobile Legends này, thì mỡ nghĩ là không có một cái vị tướng nào solo 1v1 hay tham gia giao tranh nó yếu hơn Hanabi ở cả. Và chắc chắn là theo cái quan điểm của cá nhân mỡ, mỡ xin được nhấn mạnh lại với anh em là theo quan điểm của cá nhân mỡ, thì Hanabi thực tế đang là một trong cái vị tướng xạ thủ yếu nhất ở thời điểm hiện tại. Giao tranh tổng solo 1v1 chắc chắn là yếu, và giao tranh tổng cũng chắc chắn sẽ là yếu luôn. Nếu như anh em hay chia sẻ ở một cái góc nhìn ở đây là hãy cho Hanabi một góc bắn đi, nó sẽ bắn cả thế giới, thì nói thật với anh em, đối với những cái vị tướng xạ thủ khác nó cũng có thể làm được như vậy, thậm chí nó còn làm được hơn rất nhiều. Anh em ngoài Hanabi ra, anh em cho bất kỳ một cái vị tướng xạ thủ nào một góc bắn thôi là những vị tướng xạ thủ còn lại có thể bắn cả thế giới. Đó chính là những cái nhận định mà mỡ có trải qua ở trong cái video clip này. Thật ra video clip này khi mà mỡ làm và mỡ có phát ngôn những cái câu này là mỡ biết là sẽ có cái tranh cãi, nhưng đây là cái quan điểm của cá nhân mỡ mà mỡ cho rằng nó hợp tình hợp lý thì mỡ chia sẻ thôi. Còn nếu như mà anh em nào mà có một cái quan điểm không giống như của mỡ thì anh em đừng ngần ngại để lại comment bên dưới video clip này và chia sẻ cái quan điểm của anh em tại sao cái vị tướng Hanabi nó lại khỏe hơn và nó không phải là giống như cái quan điểm của mỡ, thì hãy để lại comment bên dưới video clip nha. Và ở đây Hanabi ngay lập tức bốc hơi, mỡ có tàng hình sẽ là bật phần chân lên quay ngược trở lại trả sát thương, bởi vì mỡ có hút máu hạ gục đi được đó là Grog và chỉ còn lại duy nhất là cái vị tướng lửu dí mà thôi, mạng thứ tư của mỡ ở cái đường dưới này. Và đến thời điểm hiện tại thì quả cầu tuyết nó đã được lăn, và dĩ nhiên là về cuối game thì Hanabi không có cửa để ăn được Mia, và chắc chắn là đến thời điểm hiện tại Hanabi cũng không thể thở được nữa rồi. Cái bước ngoặt đã xảy ra ở đường dưới anh em ạ, và bản thân con Mia này đã có 4 mạng hạ gục rồi, ngưỡng sức mạnh của nó là đến. Và Mia trong cái trận đấu này sở cho mình một cái trang phục rất đẹp và đầy hiệu biến về anh em này. Số ơi, đây là Mia Tử Hồ Điệp, một trong những con bướm đẹp nhất ở trong cái tựa game Mobile Legends này. Và đây là cái trang phục cấp độ Legends của cái cô nàng xạ thủ Mia này luôn anh em nha. Cái trang phục trị giá 5 triệu đồng anh em. Bây giờ anh em nào mà muốn có được cái trang phục này thì anh em cứ tích đủ 5 triệu xong rồi vào trong cái vòng quay Legend, anh em quay để mà anh em đổi ra cái viên đá để mà anh em có được cái skin này nha. Và ở đây mỡ chọn vị trí đủ khéo để hạ gục đi được đó là Banman. Ở đây là Ui dồi ôi, lên bảng điểm số, né đi cái khống chế đến từ vị trí của Luigi. Luigi đang muốn dồn vào mỡ nhưng triple kill là đã có đến từ vị trí của Mia ở trong cái tình huống này. 7 mạng hạ gục khi mà đồng hồ mới chỉ điểm sang phút thứ, chưa đến phút thứ 6 mà thôi anh em ạ. Và mỡ nghĩ rằng là với cái sức mạnh như thế này thì chắc là anh em cũng đã thấy được rằng là cái con Mia này dạo gần đây là mỡ thích chơi đến như thế nào đúng không? Bởi vì rõ ràng anh em có thể thấy được rằng là gần đây mỡ cũng làm khá là nhiều video clip về Mia. Trước mỡ vừa mới làm cái video clip để nói về cái vị tướng biểu tượng của tựa game Mobile Legends này anh em. Bây giờ mỡ lại làm thêm cái video clip nữa về Mia để cho anh em thấy được rằng là wow, đến lúc này thì có lẽ rằng Hanabi chỉ là một con creep không hơn không kém khi đối đầu với cả Mia mà thôi. Và cái lý do mà mỡ làm video clip nhiều về Mia là như thế này thì mỡ nghĩ rằng một phần là nó cũng đến từ cái việc ở đây, đó chính là cái cô nàng xạ thủ Mia cũng là một trong những cái vị tướng xạ thủ free của tựa game Mobile Legends này. Và thay vì anh em quá là đầu tư về cái việc mua tướng nào để bán lên rank thì anh em hoàn toàn có thể gọi là tập luyện kỹ năng để chơi Mia. Bên cạnh đó anh em có thể dùng để nâng cấp bằng ngọc các thứ các kiểu đồ, thì như vậy nó sẽ là có ích và nó sẽ có lợi hơn anh em là rất nhiều. Anh em hiểu ý mỡ không ạ? Chứ bây giờ anh em bỏ qua bảng ngọc, bỏ qua những cái chỉ số khác và anh em mua một cái vị tướng 32.000 BP bởi vì anh em nghĩ là nó khỏe, nhưng thực ra đó là cái quyết định khá là sai lầm đấy anh em ạ. Và mỡ hy vọng rằng ở trong cái video clip này anh em sẽ có một cái góc nhìn khác về xạ thủ Mia, một trong những vị tướng xạ thủ mà mỡ chơi ở rank thần thoại vẫn gánh team và bản thân đi được. Ơ, sao con Hanabi nó có cái maniac này như nào? Đù, kinh đấy anh em ạ. Hanabi làm cho mỡ cảm thấy gọi là hơi đề phòng rồi nhá. Ơ, sao tự nhiên Hanabi có cái maniac này như nào? Đi nó tụt quần ở đường dây xong nó có cái maniac này, đừng bảo là nó có đồ lẫn kèo nha. Mỡ chỉ giả vờ hơi bất ngờ cho anh em tí thôi. Nhưng mà chắc chắn là Hanabi với cái Maniac, thậm chí là cho Hanabi hai cái Savage thì chắc chắn rằng cái ngưỡng sức mạnh của Hanabi cũng không có cửa để ăn lại được Mia. Bởi vì anh em nên nhớ rằng Hanabi full đồ không bao giờ thắng được Mia cũng như là những cái vị tướng xạ thủ khác, khẳng định với anh em một điều là như vậy luôn. Đó, cho nên là chúng ta không có quá là bất ngờ trong cái việc Hanabi có được cho mình đó là những cái danh hiệu là như vậy. Rồi, và ở đây đang là giao tranh được nổ ra, mỡ giữ vị trí bắn nhưng ở đây tàng hình muốn tìm đến đó là cái vị tướng Luigi. Tuy nhiên anh ta đã chạy về khá là khéo. Phía bên này mỡ thấy Mia, mỡ đang trả xa thương. Mia lên bảng điểm số, mỡ hạ cũng đi được Grog, chấm dứt đi từ vị trí của Linh. Và đây là cái double kill là được dành cho mỡ. Tiếp đến là truy kích và đó là Yu Zhang mới chỉ có được cái level 8 gần sang level 9. Và sẽ là những cái phát bắn cực thun mạng thứ 12 của mỡ có được ở trong cái trận đấu này. Và có đó báo hiệu cho team bạn một cái trận đấu có thể là họ sẽ phải chịu thua
khi mà rõ ràng ở thời điểm hiện tại phút thứ 8, đây là một cái con Mia với 12 mạng hạ gục như thế này thì làm sao team bạn có thể thắng đây? Một con Mia với cái skin tử hồ điệp là quá tuyệt vời, đi solo đường dưới có thể giữ được vị trí và bắn, anh em thấy không ạ? Mỡ không phải là một cái người chơi quá giỏi, mỡ chỉ là một cái người chơi rất bình thường thôi, nhưng với sức mạnh của Mia, cái tầm ảnh hưởng của Mia thời điểm hiện tại đang quá là kinh khủng. Và điều này khiến cho cái vị tướng xạ thủ này anh em hoàn toàn có thể chơi được từ rank thấp lên đến rank thần thoại luôn anh em nha. Và nhiệm vụ của anh em ở giai đoạn đầu game là gì? Chúng đi farm, có được cho mình những cái chỉ số giống như là mỡ đang có được ở trong cái trận đấu này. Và nếu anh em tính được cái ngưỡng sức mạnh và anh em phải đối đầu với những cái vị tướng kiểu như là Hanabi ý, thì anh em hãy cứ chủ động chơi giống như mỡ đang làm. Và anh em nên nhớ rằng là cái con Mia này nó không sợ hầu hết mọi vị tướng xạ thủ trong cái tựa game Mobile Legends này đâu anh em nha. Ngưỡng sức mạnh của Mia là đến rất sớm, và anh em nhìn này, đây là một cái con Banman có được cho mình, đó là cái đồ thủ đúng không anh em? Ít là nó cầm mũ nguyên rủa mà anh em. Anh em hãy nhìn mỡ bắn kìa, sát thương dồn vào là rất nhiều, và một mình mỡ với cái lượng đam trên trời đã hạ gục đi được, đó là cái vị tướng Banman với cái bách chiến diều kèm theo đó là một cái mũ nguyên rủa. Giao tranh đang được nổ ra ở đường dưới, như mỡ tiện đường công tác đẩy nhẹ cái đợt lính vào đường giữa nhằm kết thúc cái trận đấu này thật sớm, bởi vì mỡ không muốn mang đến một cái cơn ác mộng tiếp theo dành cho team bạn nữa. Cho chân được đó là Grock, và anh chàng này bị Selena cào cho sấp mặt lợn anh em ạ. Và cái đợt lính nó vào mang theo đó là cái sự đe dọa đến nhà chính của team bạn, chỉ còn là 2.000 máu mà thôi. Mỡ sẽ tìm cách có thêm được mạng hạ gục và chắc chắn là như vậy rồi. Đồng thời kết thúc trận đấu tại đây. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về sự chênh lệch tương quan sức mạnh giữa Mia và Hanabi. Nếu anh em thấy video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like một cái kênh nha. Peace.